Chào bạn nhá, chào mừng bạn đến với Công Quê TV. Chiều nay anh em mình đã có mặt tại nhà em Mì đây. Chào mọi người nhá. Ui, bồ câu. Sáng nay thì nắng, cái lúc mà anh em mình ở chỗ gọi là bên thị trấn hay thành phố ấy, đấy. Nắng đi về nhà em Mì thì cách đây mấy cây thì cũng đã chắc là huyện, mưa to rồi. Huyện Phun Sa Văn như phải không? Hôm nay thì huyện Nòng Đen. Không, mà lúc anh ở bên đấy. À, ở bên đấy thì huyện Phun Sa Văn. Đấy. Thì hôm nay em My đã xong việc nhà rồi thì em đã rủ về nhà chơi. Anh em đến nhà em My xem mà chưa ở nhà em My chơi đâu. Hôm nay em My bảo là có món mời các em sang này làm một bữa. Một bữa. Ôi giời quý hóa đây. Quá em ơi. Mời có biết con này làm gì không? Ui. Bê bê dê dê. Ui nhiều dê lắm các bạn ơi. Hôm nay thì My mời anh em mình về là cùng làm bữa là ăn thịt dê. Làm con 17 cân. 17 cân. Anh em mình chắc là cũng trổ tài mấy món các bạn. Trổ tài món đặc biệt nhất ý, đó là anh em mình sẽ đánh tiết canh dê theo phong cách của Việt Nam để cho mọi người ở bên này thưởng thức. Mi thì thưởng thức nhiều rồi đúng không? Còn bên này mọi người đánh mọi người tiết thì canh chưa? Khác lắm. Nhưng mà chắc là ăn tiết canh của mình có khả năng sẽ bị nghiện đấy. Ok. Nên là mình sẽ làm một vài món gì đấy. Bây giờ thì món đầu tiên sẽ là món tiết canh. Bây giờ thì bắt dê lại về để gọi là lấy tiết xong là làm lông rồi bắt đầu mới chế biến các món các bạn nhé. Ok, các bạn đón chờ video của anh em nhá. Hôm nay có bố mẹ My và mọi người làm cùng nữa đúng không? Đó. Làm ruộng rất là nhiều, mấy ngày mới xong. Ở Việt Nam gọi là đại thợ ấy các bạn. Định đi ra ngoài phát hiện đây có cái cây quả lê đấy chứ. Phải quả lê không? Phải. Mà nó chân được hay sao? Sai quả. Đây là cái lê các bạn. Nếu mà mình không đoán không lầm vì nói thật là ở chỗ mình thì cây lê nó không, chưa có, không có. Phải lên La Hang các thứ cơ. La Lê Hoa Mận đi, còn à, mình lên bên trên một tí. Đấy thì mới có. Kiểu là thời tiết nó cũng phải lành lạnh cơ. Nó không hợp thời tiết ở chỗ mình. Mình đây thật ra nếu mà có quả cây này thì chắc là cũng bây giờ cũng chắc không. Chỗ đấy nhà em là nuôi khoảng bao nhiêu con dê đấy hả Mi? Ui, có cả con ủ nỉ này anh em. Bao nhiêu con dê tầm đấy? 14 con. Lợn dài đẹp luôn. Lợn rừng. Đấy. Hello. Xin chào. Nói chung là nhà My là đất rất là rộng, ruộng cũng rất là rộng. Và nuôi gà, nuôi lợn, nuôi dê. Kìa kìa, một đàn một câu ở trên đỉnh nói về nhà anh xem này. Rất là nhiều con gì đấy. Có cả con ngỗng nữa cơ. Kìa kìa. Nhiều thế. Trên mái nhà cũng là bồ câu của nhà em My nuôi các bạn nhá. Nhiều. Câu với lại chuồng này đây. Chuồng đây. Đấy, nhiều con vật nuôi các bạn ạ. Chuẩn bị một nồi nước để làm lông dê. Trời đấy. Mưa nhưng mà nó cũng không mưa kiểu dày hạt lắm nên anh em mình vừa mới lấy tiết xong rồi. Được một chậu tiết đánh chắc được khoảng vài chục bát thôi, không nhiều. Chắc là cũng chỉ tầm được chục mâm thôi. Chúng mâm. Có dê 17 cân mà thoải mái nhỉ? Nếu mà đánh bằng bát bằng này thì tầm khoảng đôi chục mâm các bạn ạ. Đôi chục mâm mà mỗi mâm 6 bát. Mâm của 8 bát đấy. 6 8 bát. Ở nhà My cũng có một quả như của nhà em Y đây. Đây là quả mình gọi là quả cay tê đi. Tê lắm, ăn nó kiểu nó tê lâu các bạn ạ. Nó mát, tê mát đấy. Này tặng. Nó làm cho này anh em mình phải dã cái này ra một ít xong là xào với ít thịt dê nhỉ. Ui. Với cả xả ớt thì ôi ôi luôn. Nên ngửi thôi đã thấy nó tê rồi. Tê là mình... ăn rồi, anh ăn rồi. Anh ăn rồi. Ăn ở nhà Y rồi. Y rồi. Ôi nó tê lâu mà. Em hay ăn cái này không? Cứ hở há mồm ra thì nào thì ấy. Nó mát lắm. Cây là cây gia vị đúng không? Để là chuyên là lạp các thứ không? Giống như là quả thì mặt khen. Nhưng mà cay hơn, tê hơn. Anh em mình vừa mới hỏi thì My chia sẻ là thịt giá thịt dê bên này chỉ có 80.000 kíp thôi các bạn. 80.000 kíp thì nó rơi vào khoảng 100.000 thôi. Giờ này chỉ là 100.000 đến 90 mấy nghìn tiền Việt Nam thôi. Là 1 cân. Rẻ còn nhờ. Bên Việt mình thì là giá từ dao động từ 14 đến 16. Là 140.000 đến 160.000 một cân hơn. Thịt chó. Thịt chó ở đây bên này thì thấy My bảo là từ 35 đến 40.000 một cân hơi. Nhưng mà Việt Nam ở chỗ Tuyên Quang thì là dao động từ 75 đến 80 cơ.
bác vào thì ăn thịt chó, thịt dê nhá. Ra đây ăn gút thôi nhá. Rẻ hơn gấp gần một nửa. Chó thì rẻ hơn một nửa, còn dê thì một phần ba gì đấy. Thì mua 3 cân thì chẳng bằng một ngày công chả. Buôn từ đây mang về. Bây giờ anh em bắt tay vào để làm lông nhá. Làm lông đã. Làm lông đã, tí làm món. Mình cũng sẽ quay cho các bạn xem là mọi người sẽ làm món thịt dê ở bên Lào ấy, kiểu gì. Anh em mình có xí thêm, xin thêm một phần để làm tí thịt dê ở Việt Nam không nhỉ? Anh em mình làm thịt canh hoặc là thấy không? Thịt canh nhỉ? Thịt canh hoặc là món xào xả ớt. Xào xả ớt. Xào. Món đặc biệt đấy. Đúng kiểu. Rất là ok. Như có mi muôn mua đấy mà làm nộm được mà. Rồi mua xào xả ớt cho ngon. Chắc là hợp đấy. Nếu mà xào xả ớt cay thì chắc hợp. Là hợp như này. Đồ ăn Việt Nam đau dạ dày được các bạn. Đồ ăn Việt Nam dễ ăn mà. Nếu mà ở đây một tháng biết nó có chai để dày lại không, nhưng mà bây giờ đang thấy thắt bụng. Mọi người mổ dê lấy cái sừng dê để uống rượu luôn này các bạn ơi. Uống rượu bằng sừng dê. Mọi người đang đi làm đồng về. Ít thôi. Anh Niên cũng phải thử. Anh Niên là người thịt dê phải thử. Mình thì... đầy này cả. Đau là dày. Chiều. Sao bay đi. Sao đi. Ngài kì. Ôi giời ơi. Mọi người vừa đi làm đồng về các bạn ạ. Ôi núi. Không sao đâu. Đi. Để tạo nóng nó rượu quá. Ok. Được rồi, cho anh Sơn. Ui. Đang quay. Dễ uống hơn này. Đây cho ông kia. Đây rồi. Ao. Kín lóng. Đây. Chọn lên. Đây. Mọi người vừa đi làm giúp. Cách. Kín lóng. Kín không cho lại. Sơn kín không cho lại. Uống riêng. Oh, quạt ỏi. Ngon. Mất. Ơi, chết lên. Có được nhiều rồi. Ơi, nhưng ra đây. Bắt đầu nó. Nữa. Xin mời. Kim mất. Mất. Láu không ngừng. Không, nhưng mà uống dễ mà. ngon. Ôi giời. Sót ruột. Được không anh? Không được tí nào phải không? Bia vẫn ok hơn. Bia number one. Sẹt ngam. Lấu. Sẹt ngam. Đây là mọi người vừa đi làm ruộng về cho nhà bố Mi đây. Bố Mi đang cầm chai rượu các bạn kìa. Đấy, rất là vui các bạn nhá. Mời luôn các bạn ạ. Đây, bật nhạc nhảy luôn. Vui thực sự. Nhưng mà kiểu lúc nay cũng pem hơi nhiều. Lúc nay cũng mọi người cũng uống rồi. Vừa làm vừa uống. Nhưng mà nhìn cái cảnh vui thực sự các bạn. Vẫn đang uống rượu và nhảy ở ngoài mưa đây. Mưa quá mình sợ hỏng máy để phải chạy vào. À thì dê này có lấy bịa để làm nước chấm đúng không Mi? Là nước chấm hay là món gì hay canh em? Lạp cũng được. Lạp cũng bịa luôn các bạn nha. Lạp cũng bịa. Tài thích món này nhất. Cho tài cái bịa luôn vừa mới ra. Nấu lên thì ngon đấy. Nếu mà để sống thì mới sợ, chứ còn lúc hôm lọ ăn rồi. Hôm lọ thử cái món da bò ngâm bịa rồi. Chấm cũng bình thường, không có gì gọi là đáng sợ rồi các bạn. Thịt dê nóng hổi cả nhà ơi. Đã pha ra đây rồi. Gầu mới cả đùi, các loại đùi. Đùi trước, đùi sau. Bây giờ bên đang này, chuẩn bị bắt kịa đấy. Bên này mổ dê hay hơn ở bên mình các bạn. Cái học được một cách rồi. Bên này mổ dê khác nhanh hơn.
Vèo phát là cắt từ gầu xuống từ cổ, nghĩa là từ gầu xuống đến cuối luôn. Phần da bụng xong đến cái phần cà dê luôn. Tức là mình không phải mất công mổ thêm một lần nữa. Cũng khá là hay đúng không bên? Thế là xong rồi đấy, nhanh lắm. Quá nhanh. Bộ lòng của nó đây. Đây. Giờ anh này là lấy con à, lấy chị à, lấy em à, của em, bố đấy, của em. Phải không nhỉ? Đúng rồi, đây. Lấy em của bố. Em gọi là chú Mi. Chú của Mi. Mình dạ đầu óc bị sao nói ra không chuẩn. Anh em mình sẽ làm món tiết canh Việt Nam nhá. Nay anh em mình sẽ băm dùng ức và phổi các bạn nhá. Thêm một chút sả, thêm một chút ớt. Chắc là anh em sẽ cho ớt rồi thì mọi người ăn ở đây ăn được canh. Tiết canh Việt Nam xem mọi người sẽ phản ứng ra sao với cả món này. Kỹ ra ăn nhiều rồi thì không tính các bạn. Làm cho bên này là mọi người đi cho ăn. Mọi người ở đây thôi. Anh Kỳ đang làm món nước sốt để ướp nướng. Ướp thịt dê. Gia vị có ớt khô nha. Muối, mì chính, đường thì không cho nữa. Không cho đường. Chỗ này không thích ăn ngọt. Khác nhau à? Bột ngọt à? Muối nha. Muối. Sẽ ướp nhiều thì đông. Một rẻ sườn thế nào? Bột. Ủa. Cho thoải mái như kiểu bình thường ý. Mọi người ăn được cay mà. Anh đi làm vài miếng rồi. Ai để đấy đi. Quan trọng nhất là cái gì? Cái mì chính. Quan trọng nhất là mì chính. Phải có mì chính nó mới ăn được. Đôi chiều được ạ. Phải có mì chính thì nó mới điều được vị các bạn ạ. Mà cái cối bằng đất này ở đây bên này hay dùng cối này dã không bị sợ bị ấy nhỉ? Không sợ bị vỡ nhỉ? Cối gỗ sao chứ? Cối bằng đất chứ? Không sao, không sao. Cối bằng đất. Bằng sứ. Sứ không được. Ở đây luôn. Đất nung. Đất nung đấy. Thế còn chỗ ớt này có cho vào không? Không ạ. Còn ớt khô thì... Giờ thế này mời nhau bằng ớt nhá. Xin mời các bạn nhá. Ăn ớt đi các bạn ơi. Ăn sáng phải có ớt để chấm mắm tôm. Ớt chấm mắm tôm. Này, bọn kia đã lấy xong cái phần ruột để nấu pịa đây rồi. Để nguyên cả cái... Bộ ruột non đây, nấu. Món này ăn hỏi không? Không biết là nấu như thế nào nữa, tí các bạn lại xem tiếp nhá. Khá là hấp dẫn đấy. Đầu tiên anh em mình được... Rất là hay. Ở trong bếp đang nấu xôi các bạn, đang gọi là nấu cơm, cơm nếp. Ở bên này mọi người sẽ ăn cơm nếp là nhiều, không ăn cơm tẻ mấy đâu các bạn ơi. Để chỗ đồ xôi cũng bằng gỗ luôn này. Cơm nếp. Sườn dê này để nướng này, nướng ướp với cả cái gia vị mà Kỳ nó vừa mới làm các bạn. Tức là có mấy món nhỉ em nhỉ? Sườn dê nướng này, tiết canh dê kiểu bên Lào đánh này, Việt Nam cũng có hấp với gì nữa? Có om không? Hay... Om phải hấp om. Là thịt nâm pịa, thịt lợn chấm với pịa gì? Nâm pịa. Nâm là nâm. Thôi đợi xem. Ướp đi. Nấm pịa. Ok. Được, để tí đã xem các bạn ạ. Mình không muốn hỏi một chút nhưng mà kiểu là dịch sang tiếng Việt thì các em cũng chưa rõ lắm. Cái này để nướng đây. Om đây. Om đây. Cái canh của anh em mình xào nhân luôn. Xào làm chuẩn bị của bên mình. Người thưởng thức xem là ớt mà cho thêm ớt các bạn xem phản ứng của mọi người như nào các bạn nhá. Ướp nướng luôn đi. Xả là cứ phải như thế này à? Đúng rồi. Làm bé hơn này cũng được. Có sợi này. Tí ăn cùng nó mới thơm nhá. Nướng. Mấy anh em bảo nướng một ít thôi rồi ăn còn làm món khác nhiều lên.
thừa than rồi, quá thừa than rồi. Mưa gió. À, hôm nay là mùng 1 đấy chứ. Mùng 1 ở bên Việt Nam mình là mọi người dẫn nhau đi ăn lòng lợn tiết canh dê nhiều lắm. Đúng không, mùng 1 anh Nhiên ạ. Rau thơm đầy đủ nhá anh em nhá. Đấy, thiếu ngò gai à? Như thiếu mất ngò gai sao các bạn? Rau thơm này ok rồi. Không cháy ấy. Thì sôi rồi đây này. Cứ thế đun thôi, em mi bảo là cứ thế là đun. Em thêm nước rồi. Ok. Rồi nó đang bắt đầu ra rồi, tí mới cắt ra. Cái nào chưa ra hết, nó chưa không bục đây thì mình cắt ra. Để kéo. Mình sang bên này thử một vị ở bên Lào các bạn. Ở Việt Nam thì lại không ăn nhưng mà lại sang Lào ăn ấy. Cái này ra để làm món gì đây? Món om ạ. Om dê. Ủa ôi nhiều ớt thế. Ít rồi. Ớt với giềng này, xả này. Cho nó thơm. Mọi người ăn cay rồi các bạn. Các bạn đếm xem mình cho hộ mình bao nhiêu quả ớt ở đây. Giã ra nữa thì rồi sao nó nhỏ nhỏ để. À không lấy cả cây ấy nữa à? Cây gì nhỉ? Cây tiêu. Xuyên tiêu. Bây giờ mình mới tìm hiểu ra cái cây mà mình ăn từ bấy giờ, cái quả hạt hạt ấy, cay cay tê, đấy là xuyên tiêu. Xuyên tiêu mà bên Trung Quốc sử dụng cái đấy là nhiều, mình không sử dụng nên mình không biết. Đấy, hào hức mãi nhá. Đợt này sẽ được ăn táp dê với cả pịa này. Táp pịa luôn các bạn. Bơ táp nhưng mà thấy mọi người bảo ở đây là sẽ trộn với lại cái nước pịa. Nước pịa nấu, đang nấu đấy, kìa. Có nhờ anh Nhiên lọc hộ cả một bên đùi. Đấy, sẽ dùng cái phần thịt đùi này để làm cái món táp đấy. Sao lại cười kiểu đấy? Không. Lần đầu tiên được không, thử. Mình chưa đầu tiên được thử ấy. Em chưa ăn thử táp pịa. chưa được thử. Nếu mà trong mấy anh em này ai không dám ấy thì lại đây cầm máy quay để mình ăn cho. Thực ra mình rất là háo hức để được thử xem là anh được thử như thế nào. Được ấy mà. Anh đang háo hức được thử đấy. Này, táp kiểu Việt thì mình ăn rồi, đây là táp cũng đây kiểu chuẩn chất Lào. Còn trên cộng đồng người Thái ở trên Sơn La vùng Tây Bắc thì mình cũng chưa biết, mình chưa được thử. Hôm nào anh em có dịp lại phải lên đấy phát nữa nhỉ, để thử chứ. Được luôn. Xem có gì khác nhau không? Ok các bạn. Đấy, tiết canh dê thì anh em mình đã đánh xong rồi nhá. Tiết canh dê kiểu của Việt Nam mình, của miền núi Việt Nam mình đấy. Được bằng này bát đấy. Tí nữa cũng cả đánh cả tiết canh của dê của người Lào nữa. Anh em sẽ được thẩm hết hai loại. Nướng sắp chín rồi. Giờ làm món om này. Đấy, đây là cái tô đã giã rồi. Rồi đi lên. Mùi cay nó sộc lên. Đẹp kéo đi. Ui, nhiều thế. Nửa con dê à? cả này chưa cắt này. Đấy các bạn ạ, ở bên Việt Nam thì kỵ mấy cả mì cứ giấu nghề, mà sang bên này biết nấu hết, làm hết. Biết nấu hết các món của bên này cơ mà. Cứ bảo đấy không biết nấu đâu, hóa ra không phải rồi. Hả? Đây là lá chanh. Đấy, cho nước đun đúng không? Được rồi, chỉ nhé. Giờ ngay được nghỉ đấy. Giờ. À con. Anh em mình bây giờ ra xem làm món cho nó táp pịa. Đây mình gọi là táp. Táp. Đây là pịa đã đun sôi rồi. Vừa mới cho thêm một chút ớt bột này. Đây là thêm ớt tươi. Ớt. Làm thử luôn. Mình vừa cho thêm gia vị cho mà đảo đều ở đây. Không biết là cho muối với lại mì chính. Thử luôn rồi. Đó, cho cái thịt đã thái mỏng này và gan vào đây đảo. Không có chanh gì. Không cần chanh hay sao ấy. Như thế này thôi. Đây là món táp pịa, hay gọi là lạp pịa.
chính. Các bác có đủ dũng cảm để thưởng thức món này không? Mình thì mình có. Kiểu gì cũng phải ăn chứ. Ăn cho biết. Cái gì nói chung là mình đã lại nghe bên này rồi, cái gì mình cũng muốn nếm một tí các bạn. Đam mê ẩm thực ấy thì đã sống ở trên đời thì mình nghĩ là mỗi nơi đều có một cái ẩm thực khác nhau, chúng ta lên thử một lần. Để biết được là nó vị nó như thế nào. Hôm qua mình ăn hơi nhiều cái kiểu dạng như này rồi. Món táp này cũng cho thêm cả quả xuyên tiêu này các bạn nhé. Thử luôn ạ. Thử luôn. Ngon lắm. Bốn má. Cái món này cho bia luôn. Dê om. Cho bia. Cho thêm cả nước rồi đúng không em? Cho bia rồi cho nước. Ngon đấy. Sống như bên Việt Nam rồi. Không miếng đấy ăn được đi. Ở đây mọi người sẽ hay thường là vừa làm vừa uống luôn các bạn nhé. Vừa làm vừa ăn vừa uống luôn. Đây là bú của Mi thử tiết canh Việt Nam. Hết hạt tiêu luôn. Không hết rồi. Lần đầu tiên rồi. Theo thằng vịt vào bỏ. Theo thằng vịt vào. Theo thằng vịt vào đấy. Theo thằng vịt lào thảo với theo thằng vịt kính theo thằng vịt lại. Ăn rồi đúng không? Tết canh Việt Nam ngon. Ăn nhiều nhiều. À, ăn nhiều nhiều. Con làm là ngon lắm. Ngon lắm. Con làm là ngon lắm. À vâng ạ. Bố Mi biết tiếng Việt. Ngon lắm. Ngon lắm. Ơ thì có làm tiết canh đấy không? Canh ngon rất phút đấy. Ngon lắm. Khăm nó nổi rồi mấy. Nhìn cao chết đi bỏ. Nhìn chết được. Được kẻ đấy. Đây ngon lắm. Hoa xôm đấy. Bao nhiêu lâu rồi không ăn tiết canh Việt Nam? Từ lúc về nước. 5 năm rồi. 5 năm rồi. Quả ớt. Xúc miếng to vào. Mời các bạn nhá. Khi là nhầm thao lại. Ngon lắm. Đâu mình cũng phải ăn ngon, ngon lắm chứ không chỉ ngon ngon cay ngon phải không đây chỉ ngon đấy ngon lắm món ngon ngon táp đúng không anh xem nào đây ở đây táp bịa đây đấy để cho mọi người chú táp cái này thì ăn sống ăn sống uống rượu đắng cay đúng không. Ngon lắm. Làm chú đang cố nhớ lại tiếng Việt tí. Làm hết bữa nay kèn là ở bên Lào làm được không làm không được không biết pha không giống một kèn á một đốm không cứng làm một đốm không đông không cứng có nghĩa là cái canh bên nào là ăn cứng ăn nhiều này không đông đây mọi người nhá đây là thực ra hôm nay đánh nó chưa hãng là chưa được đấy lắm chưa chuẩn lắm nó không được đông hẳn nếu mà đúng ra đông hẳn thì nó sẽ đắt. Thế nhưng mà hãm gần phải úp bát được thôi. Khác nhau à? Thế bên Việt Nam là thế nào? Cũng chặt hãm kiểu là nó lạnh hơn đấy. À. Không biết. Hãm ở đây cũng gần đến bên Việt Nam là đánh úp bát luôn. Đã kín lượt nên thầm ra có kín luồng. Không hay được. Làm miếng đi. Thèm quá các bạn ạ. Lông bất chả biệt. Có nhiều rau quá nhỉ? Thịt bớt báo. Ôi ớt đông. Sao vậy? Xin mời bạn nhá. Cháu ạ, thằng Hàn mất đi kiểu gì nè. Cháu ạ, khứt vào phải hạ bà này. Bà nằm điêu. Bật màu ăn. Ngon hay không ngon? Thảo kìn ăn màu hay là màu. Không, mình làm mà. Làm mình cũng ngại anh Nhân. Đã có anh Nhân mắc ngay. Thử miếng tắp tiện đi. Bố uống à? Vâng ạ. Bà bố uống trước. Mời bố. Bố uống hết. Bố hết. Kín. Kín mất. Bố kín mất. Kín láo mất. Đâu, chén của anh đâu. Uống chết là không uống. Ông hết lỗ ông kia nó phóng ra. Mùa say đây. Ôi à. Ôi lần đầu tiên thì cấp nhiều à. Mười mười nhá. Thế đi đâu mất rồi. Cảm ơn. Cảm tam khăm khổ đấy. Được đủ chua nhá. Có chua không? Không có chua đâu. Không chua. Đây là nguyên liệu đắng. Không có chua thì mình phải ăn thêm chua các bạn. Ta đang đặt ta đang đặt tốt. À, anh Nhân thêm à? Anh Nhân vẫn đang an toàn lắm. Ăn. À, dạ vâng ạ. Trời ơi, đã ăn thì phải ăn miếng to các bạn nhá. Nó nằm mà nó. Nhìn mà lời này. Rồi, cho đây mình sẽ bắt thêm chanh vào.
ôm bây giờ không không ăn canh đâu, ôm mả rồi, ôm mả đi sách này, bảo ôm mả chào mọi người nhá, cắt chó rượu mật chó, rượu mật rượu mận chó ôm đây gọi là chó Lào ấy, đây thì chó thì chó thôi thôi mất miếng rồi, làm rượu mật kiểu Lào rồi. Y không ăn đấy à? Y không không không, không thử không ăn món táp à? Có đi ăn thôi còn gì nữa, ngại gì em? Xấu hổ à? Xấu hổ. Chưa ăn ít, ăn nhiều quá. Ngon đấy. Mình ngọt nhạt nhạt. Bên mình thịt. Nhưng mà cái thính ở bên này thơm lắm. Nhưng soi cho máy rồi soi. Ớt nào? Ớt em ớt vào. Xong thì phải ăn cay. À. Có nghe muốn trải sự đời phải cay. Cay đắng ngọt bùi đúng không? Có tao ly rượu em nào? Đấy. Cay đắng ngọt mùi bùi ở đây có hết đấy. Không. Thì gặp cái liền, nhìn luôn. Ngọt lắm anh ạ. Ngọt lắm. Ngọt ngọt. Ngọt thơm thơm. Ừ, ngọt lắm. Đang đắng cổ miệng. Vị này con gì vậy? Vị đắng cổ miệng. Thôi, vị con phí luôn. Con phí luôn à? Bì này bình hàn chụp bì này à. Bò. Bò hàng chục đấy xong sạp bì nó còn. Mì à. Anh em mình có đây. Da trâu của anh em mình mang ra để mọi người thử nhá. Trái. Sườn của Việt Nam mình nữa luôn nhá. À thôi, lạp sườn của anh em mình nhá. À vâng. Lạp sườn của anh em mình mới là thịt treo nữa. Đây là toàn hàng của anh ấy. Trước y ở bên đấy thì anh em mình chưa làm, nhưng bây giờ thì làm rồi. Ngon là làm ăn cán rồi. Đây đây. Em ăn măng chua được. Em kiêng măng chua. Tí say ăn hết. Kiêng măng chua thế thôi, không ăn. Tí say ăn hết luôn. Xem. Ờ à, tôm này có phải thái không? Sòn. Thái này. Anh vẫn sòn này, vẫn sòn. Xem này. Ngon lắm. Ăn thử. Năm khâu này. Chú bảo chú ngon lắm. Bảo chú ăn, bố ăn ăn thử đi, bác ăn thử xem nào. Xem. Ăn thử. Không bị sụt, nó bị sụt. Tay, dùng tay luôn. Năm khâu. Đây, dùng tay luôn. Dùng tay cầm mư không gắp được. Ngon lắm. Ngon. Dùng tay. Bộ là trơn. Ngon lắm. Hơi nhạt. Bộ ăn là ngon lắm. Chùm chấm khăn nồi nên nên mình chấm 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 đấy, này là ngon lắm. Thử. Ngon lắm. Nhà kỹ. Tôm em đi thì là nhà thằng kỹ. Ngon lắm. Nó giòn. À. Ngon lắm. Thế là mang được mỗi một lọ đi thôi. Nào là không có. Vâng. Làm dễ. Là ngon lắm. Làm cũng dễ. Vâng. Bảo làm dễ mà hôm nào để bọn chia sẻ cách ngon lắm. Xem trên video ấy. Làm. Bưng dù chấm hết. Làm vào chỗ bên dưới làm video. Chú ạ. Kinh phải tủ. À phải tủ. Mà họ sẽ cổ. Thử. Đây mọi người đang uống rượu nhưng mà uống theo kiểu xoay vòng ấy nhá. Uống một chén thôi nhưng mà uống theo vòng. Mình thì uống bia thôi, không dám uống rượu nữa rồi. Bộ làm không ngon à? Sợ rượu lắm. Ngon, vừa làm không ngon. Uầy, áo lo đi. Cuối cùng đến lúc Mi vào mâm. Ok, rất là cảm ơn em Mi là hôm nay đã có bữa rất là trải nghiệm đúng ăn uống kiểu rất là đơn giản của bên nào dân dã đây các bạn ạ. Rồi, bên này các cô các bạn đang ngồi ăn bên này. Nhìn nước rồi chứ không có nè. Nhìn nước rồi chứ không có. Đấy, hôm nay có bữa thịt dê rất là ngon các bạn ạ. Và cũng rất là vui vì lần 2 anh Sơn sang thì thủy bắt con bò. Bò bò à? Ok. Đó. Thì rất mong các bạn xem video để ủng hộ anh em mình. Đừng quên cho anh em mình đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nhá. Bây giờ thì bên Lào thì mọi người rất là thích nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa ăn. Thì mình sẽ phép là mình dừng quay ở đây để mọi người nghe nhạc. Nếu mà mình muốn quay tiếp ấy thì không quay được vì nhạc nó rất là dễ dính bản quyền. Thì các bạn cho anh em mình đăng ký. Bố bảo quay anh em đi bố muốn nghe nhạc rồi. Đấy. Anh em xem video này hay thì cho anh em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh của ủng hộ anh em nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn nhá. Xin chào bạn nhá. Bye bye. Bye bye.